sao con lại giữ cái đồng hồ đó vậy bông sơn vừa mới bỏ đi là con lấy nó đeo liền vậy hả Chắc không phải đâu mà thảo ra không được sao chứ chừng nào chị con chưa về con sẽ không rời nó đâu tại ai mà bông sơn mới bỏ nhà đi hả tất cả là tại con đó nếu con không dẫn cái đám lưu manh đó về đây nếu con không dẫn cái thứ gái quán ba đó về đây thì bông sơn nhà mình đã không bỏ nhà đi không phải chuyện này không phải lỗi của mình con đâu mẹ cũng có lỗi nữa mà nếu như lúc đó mẹ bớt giận dữ với chị một chút có thể chị đã không bỏ nhà đi lúc nào mẹ cũng la chị vì chị về trễ mẹ còn nổi giận với chị đúng rồi vậy con cũng đi 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 luôn cho rồi con không đi được chị chưa trở về con sẽ cảnh cạnh lo cho mẹ với mông hơn vậy nên con sẽ không đi đâu hết chừng nào chị chưa quay trở về con sẽ ở đây cùng với mẹ chờ đợi chị về <laughs>

<laughs> sao yếu quá vậy đàn ông mà dễ gục ngã vậy sao nhung y hệt con chó con bám với con gái mà ăn cơm để làm cái gì con không phải con chó con sao con cũng không bám váy mà đi sao để bảo vệ để sau này có thể đàng hoàng đứng trước mặt bảo vệ cho em ấy giờ phải đi sao bảo vệ gì chứ ai sẽ bảo vệ ai Bà thấy nó còn mạnh hơn con gấp trăm lần đó. Đúng đó. Vậy nên con muốn mạnh hơn em mấy gấp trăm lần? đồ đi mình có thể quán trách ai thằng nhóc này tính làm cái gì vậy ta cậu đang làm cái trò gì vậy hả bộ không thấy sao mau đổ bớt nửa thùng nước đi không tôi có thể gánh nổi cậu không biết cách gánh nước dùng sức quá độ sẽ bị đau bãi da cho coi một giờ cũng không thể đổ dù có nặng cách mấy tôi cũng sẽ gánh được hết bộ cậu là đồ đàn bà đó hả là đàn ông có cần cố chấp như vậy hay không Tôi cũng bức bối lắm Nhưng giờ vẫn chưa thể tìm được câu trả lời Nên phải ở bên bông hy bằng cách này đây Hồng Xuân Cúc Những lúc tôi không có ở bên bông hy cậu chăm sóc giùm nha tôi á lo cho mình cũng đủ mệt lắm rồi hơi đâu lo cho người khác nữa chứ cậu muốn á thì ráng mà giúp đi <laughs> coi như đây là lời hứa giữa đàn ông với nhau nha chị ơi em nhớ chị quá <laughs> anh làm gì vậy mắt mới gì anh gánh nước giùm em chứ bữa nay á anh ăn no không có chuyện gì làm nên thích làm vậy đó làm sao cảm ơn anh nha từ đây về sau em đừng có gánh nước nữa con nhỏ rắc rối này, tự nhiên đến đây ở chị không biết nữa. Anh ơi, cảm ơn nha. Con nhỏ này đúng là phiền phức thiệt á, sao mà đủ thứ chuyện vậy không biết nữa. Còn thằng nhóc đó nữa chứ, tự nhiên dặn dò mình đủ thứ chuyện luôn là sao đây? Không lẽ là dân sư, ai cũng sống phức tạp hết như vậy hay sao hả? bông hi cứ dụ dỗ màu ra nhà mình chạy tới chạy luôn về hoài á lỡ xảy ra chuyện gì thì sao đây anh thấy không có gì hết thiệt sao anh tính để cho con gái mình tiếp tục chơi với bông hi nữa hay sao con không khỏe mà ngồi dậy làm chi nằm yên đi con nhưng mà con hết đau rồi hết đau cũng cứ nằm đi nhưng mà con đói bụng dữ lắm thì tình á lát nữa ba con đi làm rồi mẹ sẽ nướng thịt bò cho con ăn nha nè à, con nhớ giả bộ đau nghe chưa thiệt <laughs> hả ừ trời ơi mẹ nói thiệt mà mua <laughs> à. murana à không sao chứ ừ. không sao cái gì mà không sao hôm qua nó sợ quá nên không dậy nổi luôn kia kìa à. Nhưng mà, sao anh đi làm sớm vậy chứ? Ờ, à, anh ghé chị Trung Rê chút rồi mới đi. À, anh tới đó làm chi nữa? À, mà không, chắc anh đã có sắp xếp hết rồi ha? Em khỏi ra. À, dạ, à, anh đi nha. ấy à, thì tình phải đưa hết bọn họ đi tới chỗ nào thiệt xa cho rồi đi ba đi rồi hả mẹ cho con ăn cơm đi con đó muốn chết luôn rồi ê trời ơi mẹ biết rồi con chúa của mẹ <laughs> mẹ ơi ăn cơm đi mẹ mẹ ơi mẹ định đi đâu vậy tranh ra đi Mẹ phải ăn miếng cơm thì mới có sức chứ Mẹ kêu tránh ra mà Chị ơi à. Trời ơi Đã đuổi tôi rồi Mà sao tới đây hoài vậy Chị nói cái gì mà kỳ cục vậy <laughs> Sao Cậu quên rồi hả Phải tôi không nhớ chuyện gì hết thì trời lớn chuyện rồi nha đầu óc như vậy mà có thể làm giám đốc được sao dạ ừ. con chào chú ờ ăn cơm hả con <laughs> cậu vô đi ờ dạ <laughs> nhất định cái thằng cha này có chuyện gì rồi đây là em tới đây vì muốn nói tiếng xin lỗi với chị đó cậu không tìm được nhân chứng hả dạ tôi cũng đoán được rồi có người cố tình không muốn cho hung thủ thật sự được tìm thấy hung thủ thật sự phải à, thủ phạm cũng đã nhận tội rồi vụ án cũng đã được khép lại còn hung thủ thật sự gì nữa trên đời này không có bí mật nào tuyệt đối hết sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ thôi tôi cho tới lúc chết cũng không bỏ cuộc đâu ê à, chị à chị đừng có như vậy mà giờ tìm chỗ nào dọn nhà tới ở trước cái đã cậu nói vậy có nghĩa là sao tại sao lại phải dọn nhà đi ở đây em thấy nguy hiểm quá để chị với tụi nhỏ sống ở đây em thấy không yên tâm chút nào hết tìm chỗ ở mới rồi bắt đầu lại từ đầu em sẽ chuẩn bị hết cho chị thôi khỏi tôi không thể đi khỏi nơi này không thể rời khỏi đây dù chỉ là một bước sao chị lại nói như vậy bông sơn nhà tôi hôm qua đã bỏ đi rồi B... bỏ nhà đi rồi sao cho nên tôi nhất định phải ở đây để chờ cho đến khi bông sơn quay về vậy là chị từ chối đề nghị của em có đúng không phải tôi cũng phải tìm con đường đi của mình nếu như chị đã nói dứt khoát như vậy rồi, thì em cũng đành chịu thôi. cái tốt của em hình như làm chị thấy nặng nề, nên từ nay em sẽ không quan tâm nữa. từ nay chắc sẽ không gặp nhau nữa. chị giữ sức khỏe. được. cậu cũng giữ gìn sức khỏe. với lại sự việc này do nhờ cậu coi sóc nha. dạ. chú ơi chú chú có thể tìm giùm chị con giờ đây được không vậy chú bông hi của chúng ta chắc là mệt mỏi lắm có phải không dạ không con không có gì đâu chú à có điều con lo cho chị của con quá chú tìm chị giùm con được không nha được để chú tìm thử coi sao nghe con có thể tin ở chú được không <laughs> được con cứ tin ở chú chú đi nghe phải đi tìm bông sơn mới được mình không thể cứ ngồi hoài như vậy bông sơn nhà cô có liên lạc với con không dạ không con không thấy con sơn bỏ nhà đi rồi hả cô nếu như nó có gọi cho con thì con nhớ khuyên nó giùm cô nha ừ. con giúp cô với à cô ơi bạn ấy đã đến xin phụ việc ở quán cơm hình như bị một bạn trong lớp bắt gặp nên chắc bạn ấy thấy buồn lắm nói mệt mà đi chơi tới nửa đêm như vậy mới về đó hả con không có đi chơi mà mẹ không đi chơi chứ đi đâu rốt cuộc tôi đã làm cái gì vậy nè bông sơn à chứ không lẽ còn phải giống như mẹ cả ngày nằm như xác chết ở trong nhà thì mới đúng hả mẹ Sao Lúc nào mẹ cũng cho con phấn chấn lên hết Nhưng người nên phấn chấn chính là mẹ đó Ai à, trời nếu đã muốn mở tiệm giải chung á thì mẹ bông sơn phải đi xem chỉ với mình chứ như vậy thì mới biết cách làm thế nào ê trời vì con gái bỏ đi mà cổ như người mất hồn vậy không biết có chịu đi không à, làm sao đây chị ơi à cô vô đây đi à khoan đã nè 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 cô bị sao vậy hả cô cô không sao đó chứ tôi không sao đâu con gái đã bỏ nhà đi rồi tôi còn gì để mất nữa đâu chị à chỉ cần bông sơn nhà tôi quay về tôi sẽ làm cho nó tin tôi nên giờ tôi sẽ phải thay đổi ừ. đúng rồi cô nghĩ vậy là đúng lắm với lại tôi nghĩ là bông sơn sẽ quay về sớm thôi mà <laughs> ờ chị à tôi biết nói ra sẽ hơi trơ trẽn nhưng chị tìm việc làm giúp tôi được không? Bất cứ việc gì tôi cũng sẽ ráng làm. Cô đã hạ quyết tâm chưa cái đã? Rồi. Vậy thì cô cùng với tôi mở tiệm bán giải nha. Tiệm bán giải sao? Ừ, tiệm bán giải. Từ bữa nay phải đi coi giải dốc. Với lại tìm hiểu coi cách buôn bán ra làm sao. Cô đi với tôi được không? Dạ, tôi sẽ đi với chị. Nếu như vậy thì cô cởi cái bộ hành bốc đó ra. Cũng cởi luôn cái điều em bé xuống đi sao từ nay sẽ phải dắt chân lên cổ mà chạy cô cổng theo con như vậy không đi được đâu ừ. nè mẹ sao mẹ lại mặc quần áo như vậy mẹ cắt tóc rồi sao <laughs> mẹ phải ra ngoài có việc con cô chừng bông hơn cẩn thận nha nhưng mà mẹ định đi đâu vậy mà Mẹ với ba cùng cha mở tiệm. Con là con nít mà sao thích hỏi chuyện của người lớn quá vậy hả? Con biết lỗi của mình rồi. Mẹ đi cẩn thận nha mẹ. <laughs> Vâng hơn à chị em mình cũng đi kiếm tiền nha. Đồ khốn kiếp. Anh đã trả đập trái tim si tình của tôi không thương tí còn chưa đủ. Còn gạt lấy hết tiền của tôi luôn sao. Có chuyện gì vậy? Ừ, chị ơi tôi hỏi là có chuyện gì chị còn hỏi chuyện gì nữa hả thấy rồi còn hỏi em đã đem tất cả thân thể trái tim tiền bạc trao hết cho anh ta giờ thì em thành ăn mài thiệt rồi cậu ta có thể đi đâu cô có nghĩ ra được chỗ nào không không có người như em á Đâu thế nào hỏi ảnh là sinh sống thế nào? Chị ơi, thậm chí em còn không biết tên ảnh là gì nữa. <laughs> alo gì chứ mấy thằng cha sống bằng cách dụ dỗ đàn bà đó hả dội nhất á là chạy trốn không dễ gì tìm được đâu dạ biết là vậy nhưng để tôi ráng tìm thử coi sao thế thiệt tình sao cổ có nhiều người cần tìm vậy ta có chuyện gì vậy đại ca chị đi lại nhờ mình đi tìm người nữa đó lần này là ai vậy? Giám đốc chô có đứa con gái lớn. Chắc cậu cũng nhớ chứ hả? Con bé mặt mũi xinh xắn lắm. À, dạ, 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 em em nhớ rồi. <laughs> Bỏ đi mất rồi sao mà tìm được đây? Nhưng dù sao cũng ráng tìm thử coi sao ha? Em biết rồi. À, có chuyện gì bà giám đốc sơ lại tới đây vậy? Tôi muốn uhm. bàn giao một chút chuyện ra ngoài đi dạ mời cậu ngồi <laughs> hôm nay giám đốc sơ kính mến có chuyện gì muốn bàn với tôi hay sao hả chuyện mà tôi muốn nhờ ông rất đơn giản tôi nói đàng hoàng mà chị không chịu đi nên đành phải làm vậy thôi. Phải đuổi chị thôi. Cậu ta tới đưa tiền cho mình để đuổi gia đình giám đốc Chô đi, tại sao cậu ta lại làm vậy chứ? Kệ đi, chỉ cần chịu đưa tiền cho mình thì có chuyện gì là không thể làm được đâu. Thấy cục cưng ơi. Chú <laughs> Tích à Chuyện gì Ông tính đem bình gốm này Tặng cho giám đốc sơ thiệt sao Sao lại không thiệt chứ Nếu biết là hàng rẻ tiền Ông sẽ không vui đâu <laughs> Không vui thì làm gì được tôi Mà hỏi nữa Tôi đem cho hàng rẻ tiền thì sao đi vì cái vụ ni lông quỷ quái đó mà tôi phải ký hợp đồng với thằng cha đó, sao có thể đem tặng đồ tốt được? Đây. Hợp đồng ban giao lại cho xưởng dịch đê dôn các nhà thầu đang hợp tác với nhà máy mơn sơn của chúng tôi. Chỉ cần ký vào hợp đồng thì chúng ta sẽ thành người một nhà. <laughs> đem cái đó vào đây đây là cái gì vậy đây là cái bệnh bằng gốm hồi trước nó được dùng để giết người hy vọng lần này nó sẽ không được dùng vào mục đích đó nữa à dĩ nhiên rồi tôi sẽ cố gắng cẩn thận <laughs> tôi biết cậu sẽ như vậy mà được rồi tôi đi trước đây con rủ chúc mừng để lần sau đi dạ tôi sẽ mời ông <laughs> tôi sợ vì cái bình đó mà sẽ có chuyện cũng nên đâu phải là tôi đem cái bồ tới tặng chứ có chuyện gì được nhưng mà đem bình gớm cho hai người đó tôi thấy ổn lắm <cười> à. <cười> thưa phu nhân nhảy với tôi một bản nha à, được à. <laughs> Ô, oh, tốt lắm. Ôi da, ai? quá. À. Ủa? 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 Cái bệnh gớm đâu mất rồi ta? Không lẽ chủ tịch đem bỏ nó rồi sao? Phụ nhân ơi, thu xác xong rồi. À, à tôi biết rồi thím ơi để tôi làm cho ha phụ nhân muốn làm à trời ơi nấu thuốc nam mới quan trọng là phải có tâm nên tôi muốn tự tay làm đúng rồi cần phải có tâm mạnh lên mạnh lên chút nữa biết rồi nhưng mà sao sao giờ này vẫn chưa thấy về ta làm vậy đúng không <laughs> à, yeah. à, 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 bà làm giỏi lắm mà. Cậu, cậu mấy em bé đi bán kem về được không? Ừ, mình làm được. Cậu đừng có lo cho mình. Vậy mình đi hướng bên này nha. Ừ, à, bán được nhiều nha. Ừ, cậu cũng ráng bán được nhiều nha. Mình đi hướng bên này. <cười> <cười> ai à, ăn kem cây không kem cây đây kem cây đây kem cây mát lạnh đây kem cây đây kem cây mát lạnh đây thuốc lá phương tây đây ai mua thuốc lá tây đây thuốc lá tây đây ai mua kem cây đây kem cây đây nè con bán cho chú cây kem yeah bây giờ nó còn bán cả kem cây nữa kìa. Nó cứ như vậy chắc mua được nhà luôn quá. Nhưng mà thằng nhỏ cái gian nắng vậy sao chịu nổi chứ? Ai mua thuốc á tay đây? Kem cây đây! Kem cây mát lạnh đây! Kem cây đây! Kem cây đây! phải con nhỏ này không phải làm sao bây giờ Thôi, hey, nè mặc kệ nó đi đụng tới nó phiền lắm đi <laughs> thấy chưa tao nói rồi mà đi kem cay mát lạnh đây. Bông hình của chị sao khóc hoài vậy em? Lắm, em thấy mệt lắm hả? Em đáng chút nữa nha. Chờ chị sẽ cổng em về nha. Bông hi ơi. Xin cha. Cậu bán được nhiều không? Không. Mình bán được có nhiều đây thôi. Thằng nhỏ. Hả? Hồi hôm nó cũng khóc cả đêm đó Làm em không tài nào ngủ được luôn Chắc mình phải về nhà liền bây giờ quá à? Hả? Làm sao đây làm Sao Có chuyện gì Bông Hân nó ói quá trời luôn rồi kìa à, Đúng rồi đó à, Không biết là Bông Hân có sao không nữa giờ sao đây à, thiệt Ừ. Là... À, không sao không sao bác sĩ ơi hôm hồn em con có sao không hả bác sĩ à, ba mẹ con không có ở đây hay sao hả dạ có nhưng mà hôm nay mẹ con về trễ ờ à, vậy hả à, tại trời nóng thôi nên à, cơ thể của em bé có phản ứng nùng ói chứ không có việc nghiêm trọng lắm đâu ừ à, nhưng mà giờ tim của em bé đập hơi khác thường kiểu như hiện tượng co thắt tim vậy co thắt sao vậy nên tốt hơn á là cháu phải đưa em đến bệnh viện liền để khám thử cháu đi liền đi làm sao đây Bông hình của chị làm sao đây bác sĩ ơi bác cho con mượn điện thoại chút được không bác ờ à, được chứ <laughs> ờ sao vậy bên kia không nghe bấy hả dạ chú ấy kêu con có chuyện gì thì cứ gọi mà ch ch chờ con một chút Alo Bông Hi hả? Có chuyện gì vậy con? Bông Hi à? Lên xe đi con Nhanh lên Nhanh lên Nhanh lên Là Jenny có phải không? Đúng vậy chứ còn ai vô đây nữa Đi thôi Thôi mình đi. Ừ, đi về thôi. Misun ờ, Sao mà ờ, Mi Misun à Có chuyện gì Sao mà Đứa nhỏ này đang bệnh rất là nặng Bác sĩ nói Phải đưa tới bệnh viện lớn khám nên em đưa tới đây Ở đây chỉ trị bệnh cho lính Mỹ thôi Sao mà Anh giúp giùm em đi mà Em cầu xin anh Ba mẹ của đứa nhỏ này đâu Nó Nó mồ côi ừ. Được rồi Misun ở đây chờ anh một chút em cảm ơn anh bông hi à sẽ không sao đâu con à con đừng lo quá nha không sao đâu không sao không sao đâu chị không biết là em đang bị bệnh chị xin lỗi em nha vậy nên bông Hơn à em đừng bệnh nữa nha em phải nhanh khỏe lại được không theo đừng có bị bệnh nữa nha bông hên à bông hi à cô ơi, bông hên em con không phải chỗ nào vậy cô nó bị viêm phế quản phải chú ý bụi bặm và vi khuẩn uống thuốc vài ngày sẽ khỏi thôi à con đừng có lo quá nha con Chị, em con chỉ cần uống thuốc là khỏe lại hả cô? Đúng vậy. Chờ ngày mai, kiểm tra lại vài chỗ nữa là xong. Cảm ơn em, bao hơn à. Từ giờ, chị hứa sẽ bảo vệ em. Không để em bị bệnh nữa. Chị sẽ bảo vệ cho em nhé. Con cảm ơn cô nhiều lắm. Con cảm ơn cô. Ơi trời ơi Ơi trời ơi Ơi trời Ơi tôi đã làm rất nhiều việc Vất vả rồi Mình vẫn thấy việc này không dễ Ơi trời ơi Tới tôi mà còn te tôi Vậy thì chắc là mẹ của bông sơn Thấy giống như bị đi đầy đúng không Không sao đâu chị Chỉ cần nghĩ tới bông sơn nhà tôi Có vất vả hơn nữa tôi cũng chịu được mà <laughs> bông Hương à ừ. ủa Bông huy chạy đi đâu rồi ủa Bông hương nhà cô đâu rồi Bông huy không về với mấy đứa sao ừ bông huy bây giờ đang đi tới bệnh viện rồi sao tới bệnh viện làm gì lúc nãy bông nhìn cứ ói liên tục hả đúng không sao <laughs> mẹ ơi có chuyện gì em không khỏe ở đâu mà phải đi bệnh viện hả mẹ ơi bây giờ không sao rồi chỉ cần cho em uống thuốc là sẽ không sao hết mày muốn cướp bông hơn ra khỏi tay ta tao sao mày đúng là độc ác tao không muốn nhìn thấy mày thêm nữa N nè. bông à bông hi. nè <laughs>